Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần, cũng còn cái mùa xuân đầu năm. Trước hết cũng xin chúc cho gia đình của tất cả các bạn được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và trọn niềm vui trong năm mới. Và cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là do bên cái phần Zalo có những bạn hỏi chuẩn bị như thế nào để phục hồi cây mai sau khi đã chơi 3 ngày Tết. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì các bạn bây giờ mình xem lại những cây mai cái ngày mùng 3 Tết các bạn, thì nó thường thì bây giờ cái ngày hôm nay nữa là mùng 3 thì cây mai nó lại là giảm dần trong cái công việc để mà mình quan tâm tới cây mai. Nói chung là bây giờ người ta giảm dần cái sự quan tâm đối với cây mai. Nhưng mà các bạn hỏi là bây giờ mình chuẩn bị để mà mình phục hồi cây mai, thì tôi nói các bạn như thế này: tiếp tục tưới giữ cái lỗ ẩm xuyên suốt cho cái chậu mai. Cái đó là cái điều quan trọng nhất của tôi, xuyên suốt luôn từ đây tới cho cái năm tới luôn. Đó là cái gì? Bảo quản tốt nhất cho cây mai của mình nó không bị xáo trộn, rất là dễ phục hồi đối với cây mai. Và các bạn nên quan tâm đối với những các bạn thường những 3 ngày Tết thì các bạn còn quan tâm tới cây mai chăm sóc ha, rồi tưới nước nôi. Nhưng các bạn nên lưu ý rằng khi chơi 3 ngày Tết xong, các bạn vẫn tiếp tục giữ cái độ ẩm cho tôi. Cái đó là cái tôi nhắc các bạn cái điều quan trọng nhất để chăm sóc cây mai thành công đối với những bạn chơi mai nhà. Và tôi nhắc các bạn nữa, đừng để lơ là, và mình ráng các bạn ha, sớm chừng nào tốt chừng nấy, thì tối đa là mùng 9 thôi. Đối với những cây mai ha, tối đa là mùng 9 thì mình nên đem dời ra ngoài. Và đối với những cây mai như thế này, tôi nhắc các bạn ha, ở trong nhà đúng không, thì mình sẽ dời ra do cái thời tiết mình để ở trong mát nó nhiều ngày. Khi mình dời ra thì mình cũng phải nhử nó từ cái nắng nhẹ, rồi từ từ mình đem thẳng ra nắng. Cái đó là cái điều cần thiết. Thì tôi nói các bạn, không phải những cây mai nào, có những bạn là từ cái trong mát các bạn dời thẳng ra ngoài nắng các bạn vẫn nuôi sống bình thường, nó không chết. Đó là những cây mai khỏe mạnh. Cây mai có nó cũng như người ta, có cái người khỏe, cái người cây khỏe và cái cây nó yếu. Và những bạn là chăm sóc bình thường đem ra ngoài nắng các bạn nuôi vẫn được. Các bạn nói là tôi nuôi đâu có gì đâu, nhưng nó sẽ bị tổn hại mà mình không biết. Cái đó là cái điều quan trọng. Và đối với những cây mai như vậy, tôi quay lần nữa, thì mình dợi ra ngoài nắng nhẹ, đúng không các bạn, rồi bắt đầu mình đưa thẳng ra nắng thì nó điều qua rồi. Đó là những cái bước mà đầu mà tôi chia sẻ đến tất cả các bạn. Là các bạn hỏi thì tôi chia sẻ cái cách làm của tôi thì vậy. Khoan, để từ từ, đừng có sạc tàn sớm. Và năm đầu tôi đã làm rồi, 3 năm liền tôi đã nói các bạn là gì, đối với những bạn chơi mai nhà thôi, mình xài những cái này nè các bạn. Đây, do trong cái quá trình của mình, đúng không, bây giờ mình đang xài lại cái này, tất cả những cái cây nó qua đều quan phải cho nó vận chuyển cái thức ăn lên cái cây là nó nhờ lá. Mình đừng có làm sớm quá, cũng như tôi nói các bạn nè, ví dụ như những cây mai mà cái bông này đi, tôi lấy ha, thì các bạn thấy nó cung cấp năng lượng để nó nuôi cái bông này, là nó lấy cái lực của cây mai nó đưa lên từ từ xuyên suốt cái thời gian
nó cạn kiệt đi, cái lực của nó đủ sức nuôi chứ không phải là không đủ sức, và nó không có trả lợi do nó không có lá quá lâu, đúng không? Do vậy nên cái cách làm của tôi, nếu các bạn có 1-2 cây mai nè thì các bạn chơi bông chừng nào các bạn chơi, để các bạn nói là nó lỗ lã quá. Đây là cái bông lặt cái này bỏ, chừng nào các bạn chơi thỏa mãn thì các bạn lặt lặt hết những cái phần này bỏ, chừa cái lá này lại đây, chừa đi các bạn, để làm chi? Cho cây mai của mình khi nó ra đọt non vậy thì tức là gì, nó vận chuyển thức ăn được rồi. Thì tới phân tôi sẽ đưa phân gì tôi sẽ nói các bạn, giờ chưa đưa phân gì hết. Các bạn cứ tranh thủ các bạn lặt những cái bông này nè, và một lần nữa tôi nói các bạn chơi chừng nào các bạn chơi ha, để nói là mới ở đây rồi kêu lặt bông thì tùy các bạn ha. Một, các bạn như cái cây này bây giờ các bạn lặt cái bông là các bạn đã vô phân nó rồi đó. Bởi vì sao? Hiện nay ví dụ bây giờ giày nó mang là 100 kg, tôi nói giả sử cái lực của nó nuôi 100 kg, hàng ngày nó phải đem dinh dưỡng nó nuôi một cái lực 100 kg, thì bây giờ nếu mà các bạn lặt những cái này bỏ đi, lặt cái này bỏ đi ha, ví dụ tôi nói thí dụ ha, thì cây mai này gì, cái dinh dưỡng của nó sẽ đứng lại, nó sẽ phát tán ra cái bộ vỏ này. Thì các bạn thấy rồi, năm rồi tháng 2 tôi mới xử lý, đúng không? Tháng 2 tôi mới sạc cành tạo tán, thì các bạn thấy có trễ không? Không trễ. Mà nó có lợi là gì? Nó tránh cái trường hợp trổ sớm. Tại sao? Thường thì các bạn lối vùng chính hoặc là rằm tháng giêng thì các bạn đã sạc tàn tạo tán rồi. Còn cái đó là theo cái lệ thường anh em người ta làm, mình không phản đối. Còn nhưng cái cách làm của mình là mình dở ha. Chơi cây mai nhà đi thì tôi nói các bạn để những cái đọt lại cho mình, lặt hết mấy cái này bỏ, để cho gì, cho cái cây của mình nó vận chuyển thức ăn trở lại, tức là nó quan hợp á, tức là nó điều hòa trở lại hết, rồi tháng 2 mình mới sạc tàn nó. Thì y như năm rồi tôi làm, thì hiện nay tôi có những cái cây vậy. Thì thôi bây giờ mình để bảo quản cái cây của mình, thì cái cách làm của tôi sẽ chia sẻ từng clip à, vô phân như thế nào. Thì hiện nay là cái kết luận lại cái để mình nghĩ là chuẩn bị cái gì à, theo cái câu hỏi của các bạn ăn chuẩn bị như thế nào à, đối với những cây mai chơi ba sau Tết để chuẩn bị phục hồi. Thì tôi nói các bạn tiếp tục giữ cái độ ẩm nước cho tôi, thì các bạn giữ xuyên suốt cái độ ẩm, tôi giữ cái độ ẩm. Thì các bạn đã nhìn nhận chưa, không có cây mai nào của tôi mà nói là rụng, những cái nụ á, cái nụ xanh thường là bị ha, mà tôi nói các bạn không có rụng. Và tôi nói các bạn nước, các bạn giữ duy trì cái lượng nước cho tôi, đừng có chơi 3 ngày Tết rồi mình lo tiệc tùng hoặc mình đi du lịch mình bỏ người ta. Thứ nhất, cái thứ hai là dời những cái cây này các bạn kỹ đi, không phải là nó bị hết, nhưng mình kỹ là do mình để trong nhà cái thời gian nó quá lâu, khi mình dời ra ngoài nắng thì mình đưa từ từ cho nắng nhẹ ha, rồi từ từ mình đưa thẳng ra nắng cho nó thích nghi với cái môi trường. Cái điều này thì các bạn chắc các bạn không phản đối rồi. Và một cái điều mà tôi nói với các bạn nữa là gì, đối với bạn chơi mai nhà thôi ha, sớm chừng nào tốt nấy, lặt bỏ những cái bông này sau khi mình chơi Tết xong cho nó thỏa mãn đi ha. Lặt bỏ những cái bông này, chừa lại, đừng có sạc tàn liền. Mình có 1-2 cây cứ để vậy đi, cho cái cây nó hấp thu, nó quang hợp, mình đưa cái lượng phân như thế nào thì cái clip tới tôi sẽ chia sẻ, để gì cho cây mai của mình
nó vận chuyển lại để bảo quản cái gì, cái tuổi thọ cho cây mai. Hàng năm chơi Tết, và các bạn biết cây mai mà nó bị suy, bị bệnh, bị yếu là những cây mai thường vào tháng giêng và tháng hai sau khi chơi Tết xong, các bạn không, các bạn phục hồi là nó chết hàng loạt, nó bị hao hụt cây mai của mình. Và cái cách làm của tôi là gì? Chậm nhưng mà bảo quản được cho cây mai nó khỏe mạnh để mình phục hồi. Và một lần nữa tôi nói các bạn, không phải cách làm của tôi là tuyệt đối, nhưng cái xác suất của nó hao hụt nó sẽ giảm rất là nhiều. Đó là những gì tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Và một lần nữa, còn cái hơi xuân ngày 3, chúc các bạn nhiều sức khỏe và trọn niềm vui trong năm mới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở sau.